Sáng nay, Đảng ủy Quân sự tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự năm 2023. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh dự, chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo quân khu 3, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy. Năm 2022, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ. Nổi bật đó là tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo phương châm tuyên chiến với tiêu cực trong tuyển quân, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện diễn tập sẵn sàng chiến đấu, tham mưu giúp tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và là lực lượng nòng cốt tổ chức diễn tập phòng thủ tỉnh. Các huyện Yên Mỹ, Văn Giang và Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thành diễn tập phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn tại thành phố Hưng Yên đạt kết quả cao. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị có trọng tâm, trọng điểm đạt hiệu quả cao. Năm 2023, Đảng ủy Quân sự tỉnh đề ra phương hướng mục tiêu với một số chỉ tiêu chủ yếu như 100% cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ và không vi phạm kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tham mưu đẩy mạnh việc đầu tư xây dựng công trình trong khu vực phòng thủ tỉnh, huyện phục vụ công tác quân sự quốc phòng địa phương, hoàn thành 100% các nội dung chương trình huấn luyện các đối tượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối 100% vũ khí trang bị kỹ thuật, xây dựng các nhà kho đạt tiêu chuẩn quản lý theo 5 nội dung đúng chỉ tiêu nghị quyết, phấn đấu 100% các tổ chức đảng và các đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 80% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh ghi nhận đánh giá cao kết quả công tác quân sự đạt được năm 2022. Đồng chí lưu ý tình hình thế giới và khu vực còn diễn biến phức tạp khó lường, đã đang có những tác động đến tình hình kinh tế chính trị xã hội trong nước. Đồng chí yêu cầu Đảng ủy Quân sự tỉnh cùng với việc xây dựng lộ trình thực hiện thắng lợi nghị quyết đã đề ra cần tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện thống nhất các quy định hướng dẫn mới của Trung ương về thi hành điều lệ Đảng, cụ thể hóa các nghị quyết chỉ thị đề ra để mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng, phát huy sức mạnh tập thể, lấy lực lượng 47 lực lượng đấu tranh với thông tin xấu độc làm nòng cốt để đấu tranh bảo vệ nền tư tưởng của Đảng. Trước mắt, tập trung chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an bảo đảm tốt công tác an ninh chính trị, trật tự trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2023 bảo đảm là bình đẳng, đúng pháp luật và chúng ta phải xử lý nghiêm những trường hợp về vi phạm và pháp luật. Đảng ủy Quân sự tỉnh cần nghiên cứu đề xuất các cơ chế chính sách hỗ trợ cho công dân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về với địa phương, nhất là đảng viên được kết nạp trong quân ngũ sau khi về với địa phương, phải nắm chắc diễn biến tình hình tư tưởng của cán bộ đảng viên và nhân dân để có các giải pháp xử lý kịp thời các đơn thư phát sinh ngay từ cơ sở theo quy định, nhất là những các đơn thư liên quan đến chế độ chính sách đối với quân nhân, và nghiên cứu để có các giải pháp cơ chế xử lý vấn đề huy động lực lượng dân quân dự bị động viên tham gia huấn luyện phù hợp với quy định pháp luật nhưng mà cũng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Một trong những nội dung rất quan trọng là cần phải xây dựng một kế hoạch từ năm 2023 với các nội dung, các công trình, dự án rất cụ thể, có lộ trình triển khai để làm cơ sở chúng ta lãnh đạo chỉ đạo bố trí nguồn lực thực hiện, đảm bảo tính khả thi.